Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Anh Thơ và Tấn Phước sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay. Xuất hiện sạt lở nghiêm trọng bất thường tại bờ biển ở huyện Phú Giang của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn thành cống ngăn mặn lớn thứ hai miền Tây, tàu thuyền vẫn có thể qua lại bình thường lúc đóng cống. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng giúp xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới. Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trong quán karaoke ở Quảng Trị khiến 3 người thương vong. Vụ xe tải chở dâm gỗ lật đè 3 người tử vong tại Bình Định, phương tiện chạy quá tốc độ. Ruộng bậc thang Bình Liêu ở Quảng Ninh vào mùa hút khách. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kèm theo sóng biển mạnh khiến bờ biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Và đáng chú ý, bờ biển sạt lở bất thường, ăn sâu vào khu vực từng là điểm nóng trong trận lũ lịch sử năm 1999 ở Huế. Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận, thời gian vừa qua, địa phương đã theo dõi ở khu vực sạt lở này, xác định từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua, mực nước ăn sâu vào đất liền khoảng 70 mét với chiều dài khoảng 300 mét. Qua ghi nhận trong ngày 21 tháng 10, sóng biển mạnh đã gây sạt lở nghiêm trọng ăn sâu nhanh vào đất liền ở vị trí này từ 50 mét đến 100 mét. Tại vị trí biển ăn sâu vào 100 mét, sóng biển đã phá hỏng dĩa hè đường ngang nội bộ bãi tắm, làm các gốc cây dương trên dĩa hè có nguy cơ ngã đổ. Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận cho biết là qua theo dõi tình hình sạt lở nhiều năm, địa phương nhận thấy tình trạng sạt lở hiện tại là hiện tượng bất thường, vì từ 23 năm qua, chưa khi nào địa điểm này bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Ngoài ra hiện nay, khoảng cách từ mép nước bờ biển tại bãi tắm đến bờ phá Tam Giang chỉ còn 250 mét, gây nguy cơ cao đến việc mở lại cửa biển tại khu vực này. Và trước thực trạng này, thì địa phương cũng đã kiến nghị cơ quan cấp trên mời chuyên gia về đánh giá, đưa ra phương án tổng thể cho toàn khu vực. Trước mắt sớm đưa giải pháp xử lý cấp khẩn cấp gia cố để giữ bờ biển và bãi tắm xã Phú Thuận. Và không riêng gì Thừa Thiên Huế mà cả khu vực miền Trung đang trong cao điểm mùa mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng liên tiếp của hai đợt không khí lạnh, nên trong hôm nay và những ngày tới, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo mưa có cường suất lớn kèm theo nhiều hiện tượng nguy hiểm. Theo đó, lượng mưa khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Phú Yên từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 120 mm, nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 120 mm trên 6 giờ. Trong khi đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm, nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 150 mm trên 6 giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khi không khí lạnh tăng cường, mưa sẽ gia tăng và kèm nhiều hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tần suất và cường độ không khí lạnh sẽ gia tăng từ tháng 11. Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất và diễn ra nhiều nhất sẽ từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên dự báo sẽ vào cuối tháng 12 tới và không loại trừ khả năng số ngày rét đậm, rét hại kéo dài hơn. Và còn ở khu vực phía Nam, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, sau nhiều ngày đỉnh triều trên sông Đồng Nai duy trì ở mức cao nhất trong 24 năm qua, thì hiện tại đang rút dần. Người dân tại vùng trũng ở Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại cuộc sống bình thường. Cụ thể, sáng qua, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai rút xuống còn gần 1,9 mét, trên mức báo động 1 là 0,07 mét. Những ngày tới, triều cường sẽ tiếp tục giảm, kết thúc đợt triều cường lịch sử trên sông Đồng Nai. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, năm 2000, đỉnh triều ở hạ lưu sông Đồng Nai đạt 2,19 mét, cao kỷ lục. Những năm sau đó, triều cường lúc cao nhất cũng chỉ dưới 2 mét, ở mức dưới báo động 2. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, năm nào triều cường cũng vượt báo động 2. Đặc biệt năm nay, triều cường duy trì ở mức trên báo động 2 trong 3 ngày liên tiếp, từ 18 đến 20 tháng 10, có lúc đỉnh triều đạt 2,9 mét, mức cao nhất trong 24 năm qua. Theo các chuyên gia, triều cường trên sông Đồng Nai duy trì ở mức cao trong 6 năm liên tiếp là do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng,
Những năm trước thì thông thường triều cường chỉ lên cao trong tháng 10, nhưng năm nay nhiều khả năng tháng 11 vẫn sẽ có những đợt triều cường cao. Và vào mùa triều cường dâng cao, cống ngăn triều là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì dự án cống ngăn trên sông ở trên kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, là công trình ngăn triều cường, ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau cống Cái Lớn Cái Bé tỉnh Kiên Giang. Cống ngăn mặn này hiện đã hoàn thành và khi đóng cống để bảo vệ vùng cây ăn trái phía trong, tàu thuyền vẫn có thể qua lại bình thường. Đây là điều khác biệt so với trước đây. Cống ngăn mặn kênh Nguyễn Tấn Thành được khởi công hồi giữa tháng 11 năm 2022 ở đầu kênh Nguyễn Tấn Thành, cách sông Tiền 420 m, thuộc địa bàn hai xã Sông Thuận và Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo ông Bùi Diêu Liệu, Phó trưởng ban điều hành công trình dự án cống Âu Nguyễn Tấn Thành, sau khi đưa vào hoạt động, trong lúc đóng cống, tàu thuyền vẫn có thể qua lại nhờ hệ thống âu thuyền. Thời gian tàu đi qua Âu dự kiến mất gần 1 giờ đồng hồ. Dự kiến trong tháng 10 này, đơn vị sẽ chuyển giao công trình cho phía tỉnh Tiền Giang để quản lý vận hành. Trong công trình khi đi vào hoạt động sẽ có khả năng ngăn mặn, triều cường và trữ ngọt, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho khoảng 800.000 người dân, cùng với hơn 100.000 hecta đất sản xuất. Đặc biệt cùng với hệ thống cống ngăn mặn dọc theo sông Tiền được tỉnh Tiền Giang đầu tư, cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành sẽ góp phần bảo vệ vùng sản xuất cây ăn trái của tỉnh Tiền Giang, trong đó có cây sầu riêng tại huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam thì ước 10 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ, vượt mức kỷ lục 5,7 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2023. Trong đó thì sầu riêng tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn nhất, mang về hơn 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 3,8 tỷ đô la Mỹ rau quả Việt Nam trong 9 tháng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Thái Lan vượt Mỹ trở thành thị trường lớn thứ hai với 202 triệu đô la Mỹ, tăng 87%. Mỹ, Hàn và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với tỷ lệ tăng 2 chữ số. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định sầu riêng là loại trái cây mang lại những kết quả xuất khẩu đầy bất ngờ. Tháng 10 kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt mức tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mặt hàng này. Dù chính vụ kết thúc vào tháng 10, Việt Nam vẫn có hàng trái vụ, giúp dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm nay có thể chạm mốc 3,5 tỷ đô la Mỹ, một con số mà hiếm loại trái cây nào đạt được. Ngoài sầu riêng, các loại trái cây khác cũng hưởng lợi khi bước vào mùa đông, thời điểm nhiều quốc gia gặp khó khăn trong thu hoạch, còn Việt Nam vẫn giữ được điều kiện thuận lợi. Với kết quả tích cực này, xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt mọi dự báo và cán mốc 7,5 tỷ đô la Mỹ, một kỷ lục mới. Thưa quý vị và các bạn, bông điên điển là đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây thì điên điển là cây mộc hoang chỉ ra bông vào mùa nước nổi. Nhưng mà hiện nay thì trồng cây điên điển để thu hoạch bông quanh năm đang là sinh kế giúp cho nhiều nông dân khấm khá hơn. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm vườn trồng điên điển của gia đình ông Nguyễn Thanh Danh ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để tìm hiểu cách trồng và hiệu quả thực tế từ loại cây này nhé. Trong vườn cây ăn trái của gia đình, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Danh đã trồng sen hơn 50 gốc điên điển Thái. Cây chỉ trồng một lần nhưng cho thu hoạch liên tục trong hơn nửa năm. Sau đó chỉ cần chặt nhánh thì cây đâm tược và ra bông tiếp. Việc thu hoạch bông điên điển chủ yếu vào sáng sớm. Thời gian còn lại trong ngày, vợ chồng ông Danh có thể làm những công việc khác để tăng thu nhập. Lúc mình trồng xuống tới cho bông là khoảng 2 tháng rưỡi. Rồi mình hái hoài cho tới khoảng 5-6 tháng. Hôm nay thì hái như vậy số ít này để ở chợ bán hoặc là đưa qua vườn sinh thái ở của nông trường nè. Ông Danh cũng cho biết, điên điển Thái rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc và ít chi phí phân thuốc, nhưng cho thu nhập khá. Với 50 gốc điên điển đang cho bông, mỗi ngày vợ chồng ông có thể hái được khoảng 3 kg bông. Giá bông điên điển luôn ổn định ở mức trên 20.000 đồng một kg. Thậm chí mùa nghịch giá có thể lên đến 50.000 đồng một kg. Trước kia, muốn ăn bông điên điển phải đợi đến mùa nước nổi. Còn giờ đây, ở bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có thể thưởng thức loại bông đặc sản này. Từ đó không chỉ góp phần làm phong phú, đặc sắc thêm cho ẩm thực miền Tây sông nước, mà còn giúp bà con nông dân tăng thêm thu nhập.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật có trong phần tiếp theo. Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trong quán karaoke Quảng Trị khiến 3 người thương vong. Vụ xe tải chở dâm gỗ lật đè 3 người tử vong tại Bình Định, phương tiện chạy quá tốc độ. Ruộng bậc thang Bình Liêu ở Quảng Ninh vào mùa hút khách. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết có hơn 40 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Xuân Vina, khu công nghiệp Song Khê, Nội Quàng đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa liên quan nghi do ngộ độc thực phẩm. Các ca bệnh có triệu chứng đau bụng, nôn đi ngoài nhiều lần, chóng mặt và sốt được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Đa khoa Tân Dân điều trị. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã giao Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Xuân Vina điều tra thu thập thông tin về cơ sở cung cấp bữa ăn. Trước đó, trưa 20 tháng 10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Xuân Vina tổ chức tiệc liên quan cho hơn 1.100 công nhân. Việc chế biến thức ăn do một doanh nghiệp khác được thuê làm. Sau buổi liên quan thì nhiều người có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đang kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm để tìm nguyên nhân. Chiều qua tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng trong quán karaoke khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua, có 3 người được phát hiện trong trạng thái bị thương nằm dưới sàn nhà tại phòng hát của quán karaoke trên địa bàn thị trấn Khe Sanh. Công an huyện Hướng Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 nạn nhân là HTHT 45 tuổi và NQS 54 tuổi đã tử vong. Còn nạn nhân HVB 49 tuổi cùng trú thị trấn Khe Sanh đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cứu chữa. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Còn tại Tiền Giang, công an tỉnh đang tạm giữ DTL 54 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, để điều tra vì liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, thì khoảng 10 giờ ngày hôm qua, bà DTL đi bán vé số tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, thì gặp ông VVPP, 70 tuổi, ngụ cùng địa phương. Và trong lúc cự cãi và có mâu thuẫn về chuyện tình cảm, bà L dùng giỏ dừa tươi và nón bảo hiểm đánh ông P. Sau đó thì bỏ đi. Ít phút sau, ông P ngã xuống, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an huyện Cái Bè phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Liên quan vụ xe tải chở dâm gỗ bị lật đè tử vong 3 người tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mà chúng tôi đã thông tin, cơ quan chức năng mới đây xác định chiếc xe tải gây tai nạn đã chạy vượt tốc độ cho phép. Theo đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định, bước đầu xác định tài xế Nguyễn Minh Tâm, 34 tuổi, âm tính với nồng độ cồn, ma túy, nhưng lái ô tô quá tốc độ. Thời điểm gây tai nạn chưa đầy 1 phút, có lúc xe chạy với vận tốc là 69 km/h, sau đó giảm còn 59 km/h, 45 km/h, trong khi đoạn đường ở khu vực quy định tốc độ 40 km/h. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ trách nhiệm các bên trong sự việc nêu trên. Đồng thời, cơ quan chức năng rà soát các điểm đen thường xảy ra tai nạn, khắc phục đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng và lắp camera giám sát. Như đã thông tin, sáng ngày 20 tháng 10, anh NTP, 31 tuổi, ngụ quê tại Nghệ An, đến thăm nhà người thân và đồng nghiệp ở thành phố Quy Nhơn. Sau đó, anh chở hai cháu trai 9 tuổi đi chơi. Khi tới ngã năm Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, xe tải chở dâm gỗ bất ngờ lật nghiêng, đè anh P và hai cháu bé tử vong. Khoảng 20 giờ tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Phát, TNT, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vào thời gian trên, người dân phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ những đống phế liệu phía trước nhà xưởng công ty và lan sang các đống phế liệu khác. Thời điểm xảy ra cháy trong công ty không có người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã lan sang toàn bộ khu nhà xưởng chuyên sản xuất gỗ nhựa ở bên cạnh. Lửa cháy to, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực thực hiện các biện pháp để khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy. Được biết, khu xưởng của công ty có diện tích khoảng 5.000 m2. Trước đó, công ty này đã bị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành xử phạt, yêu cầu dừng hoạt động do không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị, Bình Liêu là huyện miền núi biên giới giàu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Mùa thu đông có thể coi là thời điểm hút khách trong năm, khi mà nơi đây được nhuộm trong sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Đến hẹn lại lên, các thửa ruộng bậc thang ở xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu đang dần ngả vàng, xen lẫn màu xanh của núi rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên cuốn hút bất cứ ai chiêm ngưỡng. Và càng đặc sắc hơn khi mà sắp tới, tại không gian tuyệt đẹp này sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch trong hội mùa vàng. Hai tuần trở lại đây, du khách về giới Bình Liêu ngày càng nhiều. Không khí trong lành, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, nổi bật lên là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau chuyển vàng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho Bình Liêu, hấp dẫn du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Cảnh quan còn rất là hoang sơ và thiên nhiên bật lên là cái hệ thống ruộng bậc thang, lúa chín vàng nhìn rất là đẹp. Hội mùa vàng Bình Liêu đã trở thành thương hiệu du lịch thu đông vùng Đông Bắc, được đông đảo du khách biết đến. Trung tâm lễ hội là các khu vực check-in ruộng bậc thang, cùng chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đặc trưng văn hóa dân tộc xuyên suốt các tháng cuối năm tại xã Lục Hồn. Điểm mới là tất cả các hoạt động ở trên khu vực hội mùa vàng thì từ vị trí sân khấu và tất cả các vị trí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa thì đã di chuyển từ thôn Ngàn Pạt xuống thôn Cao Thắng. Và tất cả các hoạt động này sẽ gắn với lại cái nét đẹp văn hóa của người Dao Thanh Y, giới thiệu quảng bá đến nhà truyền thống của người Dao và các dụng cụ, nông cụ lao động sản xuất của người Dao. Bình Liêu còn được biết đến với cung đường biên giới uốn lượn theo những ngọn núi trùng điệp, những vạt đồi có lao quang sơ trải rộng ngút tầm mắt, cùng với những cột mốc chủ quyền thiêng liêng đặc trưng của vùng biên giới. Cùng với cảnh quan thiên nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch khám phá trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số cũng được huyện chú trọng. Năm 2024, Bình Liêu phấn đấu đón 250.000 lượt khách du lịch. Sức hút của du lịch thu đông Bình Liêu với những trải nghiệm mới mẻ, trong đó điểm nhấn là hội mùa vàng sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, cùng chủ hoạt động văn hóa du lịch từ nay đến cuối năm sẽ đóng góp tích cực để địa phương hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, cẩm tú cầu là loài qua mang vẻ đẹp đặc trưng của thành phố ngàn qua. Và chỉ cần nhắc tới cẩm tú cầu thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Trải dài trên một vùng rộng lớn, cánh đồng hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đang là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách tìm tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Cẩm tú cầu còn có tên gọi khác là hoa dương tú cầu, bắt nguồn từ các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, những vùng có khí hậu lạnh. Đây là loài hoa có cánh mỏng, mọc dày, san sát, tạo thành bông tròn. Điểm đặc trưng của hoa cẩm tú cầu là khả năng biến đổi màu sắc theo thời gian và theo độ pH của đất. Với diện tích hơn 2 hectare, cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở xã Xuân Thọ trước đó được trồng hoa thương phẩm, nhưng chủ nhân đã chuyển đổi sang làm du lịch canh nông từ năm 2018. Tại ở đây quang cảnh và khí hậu thiên nhiên đều rất là tốt, và kể cả con người ở nơi đây nữa thì cũng là rất thân thiện. Trồng hoa và những loại hoa thuần túy của Đà Lạt, và cộng thêm là trải nghiệm hoa, chăm sóc và trải nghiệm. Ở đây mình vẫn đang là hướng dẫn cho khách trải nghiệm cách chăm sóc hoa và trải nghiệm những cái quy trình trồng hoa của Đà Lạt. Mình vẫn hướng dẫn, đích thân mình hướng dẫn cho khách. Không chỉ có hoa cẩm tú cầu, ông Trung còn trồng một số loại hoa khác và lắp đặt các tiểu cảnh để thuận tiện cho du khách tham quan chụp ảnh. Địa điểm này cũng được công nhận là mô hình du lịch canh nông, là địa điểm được rất nhiều du khách yêu thích. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.